Vừa mới nói về cái men tiêu hóa mấy ngày hôm trước là chúng ta không nên lạm dụng, thì đến ngày hôm nay là lại đúng cái có cái dịp để cho mấy đứa cho nó ăn. Hôm kia là có một cái bữa mình có quay lên đó là cho ăn bắp cải, cái rau bắp cải mọi người nhớ nhé, là cái rau bắp cải nó với con chó nó ăn là nó rất là lạnh bụng. Rau bắp cải là hôm đấy là mình dùng cả rau thừa và cả nước rau, thì cái đấy là nó làm cho chúng nó bị lạnh bụng, nó bị sôi bụng, thành ra là ngày hôm qua vẫn không thấy ăn, từ ngày hôm kia ngày hôm qua là thấy nó vẫn không đỡ, cho nên là hôm nay là phải dùng đến men tiêu hóa đây này. Men tiêu hóa thì nó có rất nhiều loại, mọi người có thể lựa chọn bất kỳ loại nào chứ nó không không cứ phải dùng loại nào cả. Đây thì mọi người thấy là đây là mình đã cho chibi rồi này, canxi chibi đây lấy sẵn rồi cho nó nhanh để cho mọi người thấy là cái men tiêu hóa này chúng ta khi chúng ta dùng ấy là chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể đảo lẫn chung với lại chibi như vậy đó. Và một cái gói này thường cái gói men tiêu hóa người ta làm gói 10 gram, 10 gram là nó dùng được cho 50 cân, tức là dùng cho được cho con đủ cho con chó 50 cân. Mà 50 cân ở đây là chúng ta tính là chúng ta phải tính là cái đủ cho cái lượng ăn tương đương với con chó 50 cân nhé, chứ không cần nhất thiết là con chó 50 cân đâu. Chứ giả sử như là cái con giả sử như con rốt này nhá, ở trong tuổi lớn, con rốt ở trong tuổi lớn này thì con chó 20 cân nó có thể nó ăn nhiều như con chó 50 cân rồi. Cái lượng ăn ở giai đoạn lớn là nó ăn nhiều mà. Thế cho nên là con chó thường thường ấy, dù là cái con chó trai hay là cái con chó to, mà nếu mà nó bị sôi bụng hay nó bị đi ngoài hay nó bị làm sao đấy mà chúng ta cần dùng đến men tiêu hóa thì chúng ta cũng dùng một gói. Bởi vì cái lượng ăn của con chó trai thậm chí nó còn nhiều hơn con chó to. Nếu mà con chó trai nó bị ấy, giai đoạn mà nó ăn nhiều nhất đấy thì có thể nó ăn gấp đôi một con chó trưởng thành, có thể chúng ta vẫn dùng một gói vẫn được, nhưng trong những trường hợp mà nó bị nặng có thể chúng ta còn phải dùng hai gói cơ. Đó. Thì đấy là cái đấy là để chia sẻ để mọi người biết cách cách dùng và chỉ có khi nào cần chúng ta mới dùng thôi. Ở đây. Về cái cơm này thì mình có một cái lưu ý với mọi người là cái giống chó Tây này nó không có phù hợp với việc ăn cơm nhiều đâu. Chúng ta có cơm thừa đây, giả sử như đây là cơm thừa bữa hôm nay của nhà mình thì mình đảo. Thì tính ra ấy, ở trên cái lượng so với hạt nó, mà cái hạt này nó nở ra thì cái chỗ cơm này nó sẽ chỉ chiếm độ khoảng tầm 10, 1 phần 10 thôi. 1 phần 10 hoặc tối đa là đến 1 phần 5. Đây mọi người, đây là hạt này, hạt khô nhá. Chứ còn nếu mà hạt mà nó mà là cái hạt mà ngâm nở ra rồi thì nó nửa bát này thì cái cơm mà nó chỉ có một tí tẹo thôi. Nhưng với cái con rốt ấy là chúng ta đảo là chúng ta đảo ở cái tầm như thế này là vừa phải dễ tiêu hóa nếu chúng ta có cơm thừa. Còn nếu mà cơm thừa mà nó nhiều quá, một bữa ăn mà nó nhiều cơm thừa quá thì chúng ta cũng không nên đảo hết đâu, chúng ta đảo vừa thôi. Và về cái rau ấy, khi mà mọi người mà có cho ăn rau thì mọi người lưu ý cái rau bắp cải nhá. Thực ra bắp cải thì trước đây là cũng có chạm vài lần rồi, nhưng mà cứ ăn bắp cải lần nào mà cho ăn nhiều một cái nào con chó nó sẽ bị không đến mức đi ngoài đâu, nhưng mà nó sẽ bị đi theo kiểu phân không khuôn rồi. Đây phần phần nào phần phần này là phần của Pila này. Siro ra đây. Yumi nữa. Mi. Ok, ăn đi. Thôi cho con Yumi ra đây vậy. Phần của Mi đây, mấy đứa ăn đi. Ui giời ơi, nó ăn nó vậy. Đó thì cái men tiêu hóa thì nó có một cái là nó khi mà cần dùng men tiêu hóa thì mọi người cứ cho vào thôi, bởi vì nó có men tiêu hóa thì hầu như là các con chó nó cũng thích cái mùi đấy. Ok. Đi là nữa. Xích lại đây. Rồi. Để ăn để cho mọi người nhìn được cả ba mẹ con ăn. Cả ba đứa cùng ăn. Đó. Thì đấy mọi người lưu ý nhá, trong các loại rau thì mọi người lưu ý là có cái rau bắp cải là chúng ta không cho nó ăn nhiều ở đâu. Hôm trước là bình thường ấy mà ăn từng đấy bắp cải thì nó cũng không đến mức là con chó nó bị lạnh bụng, nó bị sôi bụng đâu. Nhưng mà hôm đấy là
Tiện thấy cái nước rau nó rất là ngọt, cải bắp mới thế cảm thấy là nước rau rất là ngọt, cho nên là cho cả cái nước rau vào làm hai con bị sôi bụng, còn siro thì không bị sao, nhưng mà pila với melci thì sôi bụng. Là chưa đến mức mà con chó nó bị đi ngoài đâu, nhưng mà vẫn cần dùng men tiêu hóa đấy, bởi vì nó kết hợp đúng vào cái đợt này thời tiết nó đang lạnh nữa. Cái thời tiết nó lạnh là cái vi khuẩn E. coli là nó phát triển mạnh trong cái đường ruột, thế là những cái con chó mà nó bị theo kiểu là tiêu hóa kém ở trong cái giai đoạn mà trời lạnh là thường nó bị kéo dài là vì như vậy. Còn nếu mà trời nóng thì nó ít khi nó bị kéo dài lắm. Giả sử như nếu mà trời nóng bình thường ấy thì nó ăn mà nó bị theo cái kiểu là gọi là tiêu hóa không tốt, chứ nó cũng không đến mức là bị đi ngoài, thì một bữa thì là bữa sau có thể nó lại về bình thường rồi. Nhưng đây thì đến thấy hai ngày rồi vẫn thấy tiêu hóa vẫn chưa có phải là tốt lắm. Con chó nó tiêu hóa tốt đấy là phân nó phải là hòn khuôn, phải đảm bảo là phân phải khuôn hòn, là hơi mũi chân hơi gãy đá mà phát là nó có thể nó lăn luôn ở trên mặt sàn ấy thì mới được, nó không được khô nhưng mà nó phải là khuôn hòn thì nó mới là cái đạt yêu cầu về cái tiêu hóa. Còn trong trường hợp nha, mọi người lưu ý là có rất nhiều người là cho chúng ta cho chó ăn và cái con chó nó vệ sinh cái phân của nó hầu như chúng ta sẽ không thấy nó có phân khuôn, thì mà trong cái trường hợp là cái chế độ ăn của chúng ta là tốt nhá, thì cái đấy là có thể mọi người rơi vào trường hợp mọi người cho con chó ăn nhiều quá. Con chó mà nó được ăn nhiều quá nó cũng sẽ xảy ra cái tình trạng là phân nó không có khuôn được, nó không phải là bị đi ngoài đâu, nó không phải là bị phân lỏng đâu, nhưng mà nó là cái phân theo kiểu nó hơi nát đó. Để mọi người thấy bữa ăn này thấy sạch chưa nào, có đứa nào lên đây chào khán giả tí không nè. Siro lên đây, lên ghế ngồi. Đó, trong cái trường hợp mà nếu mà mọi người mà cẩn thận ấy, thì trong cái trường hợp mà mọi người thấy bụng của con chó nó bị sôi chẳng hạn, gần gũi con chó nghe thấy bụng nó sôi, hay là khi mà cái mọi người mà thấy cái con chó nó ra phân mà nó không được khuôn, trong cái trường hợp mà nó kéo dài như thế, nó kéo dài 2-3 ngày liền, với cái lượng ăn của chúng ta cho ăn đủ chứ chúng ta không cho ăn nhiều, thì chúng ta nên bổ sung men tiêu hóa, nhưng chúng ta chỉ bổ sung có một bữa thôi, không cần bổ sung nhiều. Là trong những cái trường hợp mà nó chưa đến mức là con chó nó bị đi phân lỏng, là nó chỉ là bị nát thôi, không khuôn nhé. Còn trong cái trường hợp ấy mà con chó nó bị đi ngoài thì mình đã từng hướng dẫn rồi, nhưng mà thời tiện đây thì mình cũng sẽ nhắc lại luôn cho mọi người này, trong trường hợp nếu con chó của mọi người nó bị đi ngoài, tức là phân nó là ra dạng lỏng ấy, dạng nước ấy, thì mọi người sẽ lúc nào phát hiện ra mọi người sẽ cho luôn một gói men tiêu hóa luôn, hòa ra nước để phụt vào mồm nó hoặc là như thế nào đấy. Là lần đầu tiên phát hiện ra phát thấy nó bị đi ngoài cái là cho nó uống luôn một gói. Đến cái bữa ăn tiếp theo, bình thường chúng ta vẫn cho ăn theo lịch, đến cái bữa ăn tiếp theo hoặc là sau cái lần đầu tiên ấy khoảng tầm 6 tiếng, nếu trong trường hợp mọi người cho một ngày cho con chó ăn có một lần thôi nhé, thì có thể buổi sáng mọi người phát hiện ra thì sáng mọi người cho uống luôn, và đến buổi trưa mọi người cho uống, thì đến bữa tối mọi người có thể cho ăn nhẹ được rồi. Còn nếu trong trường hợp mà một ngày chúng ta cho ăn 2 bữa hay là ăn 3 bữa thì chúng ta sẽ phải phát hiện ra là chúng ta cho uống luôn men tiêu hóa này. Và nếu mà ở cái bữa đấy mà chúng ta mà phát hiện ra trước khi cho nó ăn nên là bữa đấy chúng ta sẽ cho nó nhịn, và 6 tiếng sau nếu đến bữa tiếp theo thì cái bữa đấy chúng ta lại cho nhịn tiếp và chúng ta lại cho một gói men tiêu hóa tiếp nhá. Tức là như thế là nếu phát hiện ra buổi sáng mà chưa cho chó ăn ấy, thì chúng ta sẽ cho nhịn bữa sáng và bữa trưa luôn, đến bữa tối chúng ta mới cho nó ăn, và bữa tối chúng ta lại dùng thêm một gói men tiêu hóa nữa, tức là sẽ là 3 gói cho một lần điều trị con chó bị đi ngoài, là trong vòng một ngày là con chó nó sẽ khỏi ngay. Và ở cái bữa thứ ba, tức là cái bữa mà cho con chó nó ăn ấy, thì chúng ta nên cho nó ăn ít hơn bình thường một chút, và cũng một gói men tiêu hóa, thế là xong rồi, nó rất là đơn giản. Còn trong cái trường hợp mà một ngày chúng ta cho nó ăn một bữa thôi,
như là những con chó trưởng thành. Thì một ngày chúng ta cho ăn một bữa thì giả sử như chúng ta phát hiện buổi sáng thì đương nhiên là sáng với trưa nó nhịn rồi. Nhưng mà đấy là trong trường hợp như thế thì chúng ta có thể sáng chúng ta cho một gói men tiêu hóa, buổi trưa cho một gói men tiêu hóa, thì buổi chiều chúng ta có thể cho nó ăn luôn rồi. Còn trong cái trường hợp nếu mà buổi chiều mà chúng ta cho nó ăn mà nó vẫn không, nó vẫn ra phân của nó vẫn chưa có khuôn đẹp của cái buổi sáng ngày hôm sau, thì ngày hôm sau tiếp chúng ta lại cho tiếp 3 bữa tiếp. Chứ nhưng mà chỉ như thế thôi là chắc chắn là nó phải khỏi rồi. Nó không thể không khỏi được, nếu mà nó là cái đi ngoài thông thường là nó chỉ là do nó bị thiếu cái lợi khuẩn ở trong đường ruột, nó bị rối loạn ở trong cái đường ruột và nó bị thiếu cái lợi khuẩn và cái vi khuẩn có hại thì nó phát triển nhiều. Đơn giản là cái E. coli nó gây đi ngoài. Đó, thì trong trường hợp chúng ta bù cái lợi khuẩn vào, cho cái lợi khuẩn nó tăng lên thì cái tiêu hóa con chó nó sẽ về bình thường thôi. Và con chó hay là bất kỳ một cái cơ thể sống nào, nó luôn luôn là nó sẽ có một cái cơ chế để nó hồi phục lại các cái chức năng của nó tốt nhất. Chỉ cần chúng ta tạo điều kiện cho nó thôi là nó sẽ hồi phục được. Đó thì chia sẻ với mọi người và mọi người lưu ý nhé. Nếu mà mọi người cho cái con chó ta ấy, ăn cơm thì mọi người sẽ cho ăn nhiều cơm hơn. Bởi con chó ta, các giống chó ta nó thích nghi với lại cái việc ăn nhiều tinh bột. Nhưng với chó Tây ấy, như mình trước giờ mình vẫn nói là nó không thích nghi với việc ăn nhiều tinh bột, tức là ăn nhiều cơm đấy. Thì chúng ta sẽ cho tùy vào cái lượng ăn. Còn có những con từ bé đến lớn mà nó được nuôi bằng cơm hết, chỉ dù nó là con chó Tây thì nó cũng đã có một cái độ thích nghi với cái việc ăn nhiều tinh bột như thế rồi. Thì trong trường hợp đấy chúng ta có thể giữ nguyên hoặc chúng ta điều chỉnh là tùy. Nhưng bình thường con chó Tây bình thường, nhưng kể cả nó trong trường hợp nó thích nghi như thế nó cũng không có tốt đâu. Nó không có tốt cho cái tiêu hóa của con chó đâu. Khi ăn nhiều tinh bột quá là con chó nó hay bị ợ, và nó xì hơi rất là nhiều, và con chó nó hay bị ợ đấy. Cái quan trọng là nó hay bị ợ, ợ ra nó ợ chua, tức là cái dịch dạ dày nó bị, nó có một cái sự bất thường ở trong cái dạ dày. Thành ra là con chó nó hay bị ợ. Nếu mọi người cho ăn nhiều cơm, ai mà cho chó ăn cơm hầu như là cho ăn cơm với lại gà ấy, mà cho ăn cơm nhiều thì mọi người để ý xem mình nói có chuẩn không. Là con chó của mọi người để ý, mọi người sẽ thấy là nó hay bị ợ ra. Sau khi nó ăn, nó bị ợ ra một tí, đấy là mọi người đang cho, bởi vì cái tỷ lệ cơm nó nhiều quá. Hầu như là cơm thì cái tiêu hóa của con chó nó sẽ, cái dịch ở trong người của nó sẽ không thích nghi được, không thích nghi tốt với cái việc ấy với con chó Tây. Còn con chó ta thì một người cho ăn 100% cơm cũng được, bởi vì nó thích nghi bao nhiêu đời rồi. Nhưng con chó Tây thì nó không thích nghi với việc ăn nhiều cơm như vậy. Thì mọi người lưu ý nhé.